그렇지만 계속해서 우리는 같이 아주 긴 길에서 있지. 한 노인이 난리 좀매요 저도 컴뉴머 우리의 그림자는 천천히 드리우지. 저의 언니 nhưng mà chắc phải là ba con rồi đó. Mưa nhưng mà mưa bự luôn nha, bự cực kỳ bự luôn. Mưa từ tối tới sáng vẫn có mưa. Cái ơi, nó đỡ đỡ được chút chiếu, cái bị mưa tiếp. Không biết là mèo có đi không, mèo có đi cuối tuần này mèo có lên gì không? Nói chung ấy thì trời mưa mưa ấy, nên nó xe xe thôi. Chứ còn kêu mà nó lạnh lắm ấy thì nó cũng không có lạnh. Chào đời không như mơ nha, chào nhím, nắp nhăn, chào phát. Không, mưa này là mưa lạnh đấy chứ không phải mưa giống như trong Sài Gòn mưa cái là nó mát đâu. Chào Hữu, Ngàn, Huynh Đệ gì đó nha. Chào Đức, nhí này chứ, nhí cái đầu à, mày nhí. Chào Cao Đức Bình. Lạnh tới mức độ mà không muốn gội đầu luôn ấy. Cũng phải là mấy hồi ấy là ngày nào cũng gội đầu đúng không? Cái xong cái tập được một thói quen tốt là hai ngày chịu đựng đầu dơ. Mà ngày đầu rồi ngày sau là chịu đựng đầu dơ nha. Nên là một ngày gì đó, hai ngày gội đầu một lần đấy là một thói quen tốt. Sau cái giờ chắc ba ngày mới gội đầu một lần đấy cho hàng xóm. Nhưng hồi sáng này gội đầu tắm mà trời ơi, tắm xong cái lạnh beo 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 luôn vậy á, cái phải mặc áo lạnh rồi cái beo giường nằm quấn cái chân lại, trong khi đó là cái đầu nó còn ướt nha, cái quấn cái chân lại nó vẫn cứ bị lạnh vậy á, cái xong rồi lấy lên cái sấy rồi sấy rồi các kiểu, lạnh gì đâu luôn á. Chào Duy Tiên, mẹ tôi cũng nói về em tôi vậy đó, nhí hả? Chào bạn Facebook gì đó nha, chào bạn Sáu. Tóc nó xù ghê luôn á. Không hiểu tại sao mà nó xù được kinh dị vậy. Bấm sao mà nó xù xù. Trong khi đó nha, mỗi lúc mà Nhi chạy đau xong mới như nhìn vô đất này tự cảm giác như tim nó nhói lên, nó đau vậy á. Nó rớt mà lẹ tẹ rất nhiều cực kỳ luôn, nhiều luôn vậy á. Chào anh nhau. Chào Hoàng Nam. Chào quán đi nha. Bữa bớt xù á. Không, bữa bớt xù là do chắc tóc nó vô, nó bếp với nhau ấy, nên nhìn nó bớt xù thôi. Với lại chắc bớt xù hơn bữa. Nó rụng nhiều quá mà nó rụng chắc được cái đầu rồi á. Không, như cố tình để tóc thưa dài cộng vậy á. Biết sao không? Nó ra cái tóc mái thưa. Chứ hồi lúc trước cũng như vậy là cái mái thì như là mái ngang luôn rồi, chứ không phải mái thưa. Với lại đang định để tóc mái dài ấy, nên là thôi để mái cộng vậy á. Chào Khoan, chào sếp Phạm. Gọi cho mát cái đầu hả? Lạnh lắm á môi, lạnh cực kỳ luôn á. Nước mà như đá vậy á. Xong tắm xong mà vô tay chân rồi người mình mẩy rồi là tiếp ghét vậy. Cháu cũng như chịu lạnh không có được. Hay chịu nóng nha, chứ chịu lạnh là như chịu chết luôn á, khỏi chịu lạnh được luôn á. Người ơi yêu anh ơi. Ở nhà có cái gì mấy cái năng lượng mặt trời đủ gì gì đó. Mà chắc cũng phải là bắt cái máy nóng lạnh thôi. Chứ không thôi chứ trời mát á. Nóng cho trời trời ơi mát rồi chứ. Ủa tóc máy vô nhìn ít lắm hả? Ủa mát nhưng mà dày đẹp hơn hay là ít đẹp hơn, biết đường để lại. Tại như quén qua đây bớt nè, nó như quén qua. Người ơi, anh ơi. Mẹ ơi, mày như nói mày như tắm nước nóng hay là như thích ngâm mình lắm nha. Kiểu mày xong rồi sạch sẽ rồi xong hết vậy. Mày vẫn cứ thích nước tắm, xả nước nóng tắm vậy. Xả khói đã hơn ấy. Vậy như hồi trước đẹp hơn á. Tính á, để tóc mái dài ơi. Tính á, để tóc mái dài rồi nhét qua hết một bên như này cho nó quyến rũ ấy. Nên là
để mái còn lưu thu mái cọng gì đó. Vừa tắm vừa hát suy nghĩ về cuộc đời không gì không có vừa tắm vừa hát gì tắm hát cái nước nó to to vô nó gì nó gì ta nó to vô gì nó trôi vô 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 hồng thì sao như để nếu mà như tắm thì như phải có cái máy gì như nghe nhạc sát bên nhỉ. No quá hồi nãy không ăn gì rồi cái nãy giờ xuống dưới má cái má mua chuối nè ờ, bánh tráng ăn bánh tráng cũng khó ăn nữa rồi cái ăn tùm lum tà la khốn thôn uống nước dừa rồi các kiểu giờ đã no mắc ói luôn á. Nhìn như nay khác xưa già hơn trước ẩn thì già hơn rồi thời gian trôi qua là phải già hơn thôi chứ biết sao không phải già hơn nhiều thiệt luôn á học. Ừ, trời ơi, một năm trước cái thời đại mà Hoàng Kiêu ấy diễn mặt Barbie cute dễ sợ. Ờ, à, má về thấy cả thiếu thốn gì luôn ấy, thề luôn á. Má về đây, tủ lạnh là đầy đồ luôn. Củ sắn, rồi củ lan, các kiểu rồi vậy á, chuối, mùng mình, đồ vậy á. Còn má cái bộ khác cảm thấy thiếu thốn, giờ tủ lạnh đang có gì trộn trơn á. Hôm bữa cái tự nhiên trời mưa dạ mà ở nhà một mình nữa đang buồn thiêu buồn thích dạ tự nhiên cơn thèm bánh xèo nó trỗi lên nha cái xong cái lại mới đi mới nhìn qua cái bên cái bà bán bánh xèo mà lúc bé bà cứ nói là mua ăn bánh xèo thì cứ nhìn qua bên đó rồi qua bà đó ngồi ăn cái xong cái ra không thấy bà bán đâu hết cái cứ hỏi cái ông hàng xóm bác bánh xèo rồi nó ngon cái bác chỉ ra cái chỗ bác đi ngày năm ấy rồi chỗ như chạy ra con xí à cái đội mưa đội gió chạy luôn chạy ra cái định là mua bánh xèo về ăn thôi cái tự nhiên nghĩ là mua bánh xèo về ăn rồi phải trút ra chén rồi cái rau rớ rồi cách chịu hơi lười quá thôi mua một cuốn bánh xèo ở nhớ ấy ở nhớ là có cuốn bánh xèo ấy cái là cuốn quên vô hết cho một cái bánh cuốn thiệt bự luôn vậy á ngày nắm chung chó cái đâu không ngày nắm chung chó cái sau cái là mới mua một cuốn bánh xèo đó tự nhiên bà cuốn xong rồi tự nhiên nhìn bà bỏ có hai lát bánh xèo thôi hai lát bánh xèo rồi cái lụi rồi chả rồi các kiểu nữa nói chung là cuốn bánh nhìn ngon lắm nhưng mà đang thèm bánh xèo mà bỏ có hai lát ăn sao đã cái xong cái kêu cô ơi lại con thêm ba lát bánh xèo nữa nhá ba lát bánh xèo là bỏ riêng ra ngoài để về ăn riêng thôi hồi đó tự nhiên bị thèm mà ăn cho nó đã ăn cho chết thì sao cái xong cái bà bỏ cái bà cứ kêu chứ thôi năm lát luôn đi đủ 10.000-2.000 một lát mà một lát đó là bánh xèo Quy Nhơn ấy mọi người ở trong đây mọi người trong Sài Gòn mà kêu là bánh xèo Quy Nhơn ấy cái là bỏ một miếng thịt bò ở một miếng tôm nói chung cô đã đút bánh xèo cũng ngon bột cũng ngon nữa cái xong cái bà cứ năm lát đi cái như mới nói dạ không năm lát ăn không hết đâu cô năm lát no lắm một mình con ăn á một mình con ăn một cuốn với lại con ăn muôn đang thèm bánh xèo còn ăn thêm á bà kêu giờ cái bồ vậy mày ăn một cuốn một mình con ăn một cuốn với lại ba lát bánh xèo nữa hả bà nói làm vậy luôn vậy á cái sao kìa thôi lại con hai lát thôi bà kêu thôi lỡ rồi lấy ăn luôn đi ăn cho đã thèm đấy là bán ba lát ăn xong một cuốn bánh xèo no nứt nơi rồi cái để bánh ba lát bánh xèo đó ăn đâu có nổi nữa đâu cái ngồi khăm khăm vậy ngồi coi YouTube mở máy lên ngồi coi YouTube buồn cứ cầm rỉa miếng cái sau ăn hết ba lát bánh xèo muốn ỉa luôn rồi ăn hết ba lát bánh xèo là lên tới tận não luôn nè mà ăn hết hồi nào không hay luôn ấy ăn hết hồi nào không hay luôn lên tới tận não rồi sau cái lúc tối đó về rồi cái đóng cửa rồi cái nó khó chịu quá cái phải ọi ra bớt bánh xèo không thương ngủ cũng được nữa lúc đánh răng đấy tự nhiên cảm giác thấy nó khó chịu thôi đi ọi hình như ăn để lại phân hay sao á nhưng mà sao về ăn nhiều vậy nhá mình nó ít đi lắm nha mấy hồi trong Sài Gòn ít đi thì do ít ăn thì cũng nói gì còn đây ăn gì mà ăn mà nó cũng ít đi nữa nên lúc nào người nó cứ bị nặng cảm giác như cả thế giới ở trong bụng gì á kiểu vậy á tay người yêu mãi no sợ mình sẽ khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mình mông buồn bề em ơi chờ anh với chỉ biết nói cho em nghe vậy thôi nào vì đã lỡ yêu anh rồi chẳng dám bước xa xôi cứ nhắm à đuổi như cảm ơn tất cả mẹ nhá chúng ta thấy rùng rợn quá vậy như ăn nhiều lắm ăn nhiều cực kỳ luôn á.
mặt con trai anh ấy. Ví dụ sợ thôi, sợ là anh nó bị mặt thôi, chứ còn nhiêu như cũng anh được hết á. Để ý cái chỗ đó như là như ngồi như gì á, gì á, gì á, gì á, nó cũng hết à. À lúc đó này ăn mới nhớ. Mọi người biết cái này không? Mọi người biết cái này không? Ờ thì ăn tạm mà, cái gì ăn của người đó như vậy luôn không? Mọi người biết cái này không vợ? Không biết hả? Ủa? Ok, nó nè. Ok, nick của Đức cái là cái gì vậy? Lớp, Đức lớp hả? Sao này nhìn nó hiện lên trên này là Đức KV đó. Sàn đấu thiệt chứ. Ủa, xin lỗi Đức. Ủa này nhá, nó hiện này Đức tặng quà, nó hiện trên này như thấy rõ ra là Đức KV cái gì mà. Nhưng mà kêu cảm ơn Đức KV. Sao em mới nhìn lại đây kêu ủa nãy như đọc cái gì cái nhìn lại của Đức không phải Đức KV. Do chữ lớp ấy. Ông màu mè quá. Màu mè dễ sợ luôn á. Đổi tên đi. Trời đổi tên màu mè thôi gớm. Không mà thề luôn á. Thề luôn hồi nãy như ngày tưởng là Đức KV luôn á. Thế nhưng mà kêu trời cái tên nó gớm. Chữ lớp là thành KV gớm thiệt. Ê cái này là sao cô lấy nhiều màu á, hồi nãy như đi mua nước mắm với dầu phộng cho má như vậy, dầu ăn. Ủa mấy sao nó mắc vậy ta, hay lâu rồi nhưng không mua thì không biết nè. Như nhớ cái nước mắm là thiệt bự luôn, cái loại bự nhất của Nam Ngư với. Thì như nhớ có mười mấy gan à, mà ông đó bán cho như tới 25 ngàn hay sao á, 25 hay 35 ngàn gì á. Dầu phộng là 30 mấy ngàn nữa, như nhớ đâu phải mắc vậy đâu, mà sao ông đó mắc mắc vậy. Kỹ là mua một chai dầu phộng với một chai nước mắm là hết 55 ngàn luôn. Không nghĩ là nhiều cái mức độ đó đâu. Cái đứng tính tiền cái thấy cái này. Cái là nhớ, hồi mọi người nhớ nhớ kể các chuyện mà như bị quấn ốm lên ốm xuống ói ra ói vô vì cái kẹo này không. Chào cá khá tội nha. Cái kẹo này là kẹo sô-cô-la nhiều màu á, nhưng mà nay nó làm nó ngắn hơn. Mấy hồi như nhớ cái kia là nó tròn nhỏ hơn cái này, nhưng mà nay nó làm ngắn hơn, nhưng mà nó có con đôi mon luôn này. Thấy con đường mòn thấy không? Cái kem này như kích ấy. Đó nó là nhìn con đường mòn nè. Đường mòn rồi cái nắp nó cũng là được con đường mòn nữa. Hồi nhỏ ăn cái này bị quấn lên quấn xuống, giờ lớn nha. Mua cái này về bị ba la. Lớn rồi mà ăn ba cái đồ thực phẩm, đồ gì của Trung Quốc. Nhưng mà ăn thôi. Sô-cô-la nấm vú hay sô-cô-la gì? Sô-cô-la nấm vú là sô-cô-la mà trong cái giống như cái rau câu đúng không? Cái dít ăn đúng không? Ăn cái đó mệt lắm. Dính đầy hết trọn trơn mà cái muỗng cái chút xíu ăn nó đã rồi đó. Muốn ăn đã là phải chét nguyên cái đó luôn, ăn lại là cái muỗng thịt bự luôn. Nhưng mà nó làm cái đó dở quá. Nó làm như cái rau câu thì được. Cái đây nó làm gấp cạnh ấy, kiểu mà nó làm nó gấp cạnh ấy. Mắc cái cổ đây là ăn ra thấy không? Mà cái muỗng nó chút xíu ăn cũng đã vậy trộn thôi. Chỉ có nghe lấy cái đời ra là cái ly lượng liếm hết từ đầu chỉ cuối vậy nó mới ngon cơ. Thiệt cũng ấy, nhưng mà sô-cô-la là không đã. Hồi nhỏ ăn cái này bị quýnh lên quýnh xuống, giờ mua về ăn bị chửi. Lớn mà ăn ba đó ở Trung Quốc mồng mẹ. Ăn rau câu không, mua lên không ăn rau câu, tự nhiên không thèm rau câu. Mua bánh bông lan cho muối nữa ơi. Buồn lắm, bánh bông lan cho muối là buồn lắm. Hồi này tao định nhắn tin cho máy mẹ tao lười bấm rồi. Tại cái máy nó đang sạc ấy, nên là tao không có bấm. Má tao tao kêu là bánh bông lan cho muối là bỏ tủ lạnh đi. Cái lì lì không bỏ về bị thiêu hết rồi, đâu ăn được gì đâu, buồn về sợ. Thôi nên là có cách ở để lại cho cô nửa ổ bánh bông lan cho muối ấy, nên là nó bớt bớt tiếc ấy.
không còn đây ôm anh, nhẹ hôn anh để tình ta cứ trôi lững lờ, cho dòng và bão cuốn đi bất ngờ, rồi lỡ đâu đi về nhà rồi. Em không còn kề vai anh, đi về nhà rồi. Em mong manh một người đứng cứ trông với chờ, người kia thì ôm giấc mơ vì đã lỡ yêu em rồi. Mọi người muốn nghe cái này, muốn nghe bài gì lên bài lên gì hát cho mọi người nghe. Bây giờ nhớ chứ nói hát bài mà đâu biết hát bài gì rồi. Bây giờ anh mới nói mẹ tiếc như giờ vậy. Vậy lúc mình về ăn được em muốn quậu luôn cái má luôn nhở. Tình thôi xót xa. Thôi ráp cái đi hả. Út ơi hát bài không xíu anh lúc khác. No quá à. Anh cứ bà ở đây với bụng khó chịu như gì vậy. Lưu quá nhợ ra lại. Cá kêu nhợ ra lại như thích ăn. Em xin yêu anh và một lúc khác em lạnh nhạt, em vô tâm và em nhút nhát. Em không sang giàu, em không xa xỉ, không có bông hồng và trao cho anh bao lời hoa mỹ. Em chỉ ước mình dũng cảm và tự tin hơn xưa, để con đường đi điền lại. Chưa thấy được cái lời rap em nhiêu lần rồi mà vẫn không thuộc với mèo ạ. Em sẽ nói yêu anh và một lúc khác, em lạnh nhạt, em vô tâm và em nhút nhát. Em không sang giàu, em không xa xỉ, không có bông hồng và trao cho anh ba đời hoa mỹ. Em chỉ ước mình dũng cảm và tự tin hơn xưa, để bên anh trên đoạn đường cùng đi dưới cơn mưa. Mặc cho nắng gió cô đơn hay khốn khó, chỉ cần anh tin vào một ngày mai tình yêu này vốn có. Cũng đã lâu con tim này chưa biết yêu ai, kể từ khi anh đến em như lạc vào giấc mơ lưu trai. Đừng đi đâu em cần hơi ấm từ đôi môi ai, em muốn giấc mơ trở thành hiện thực tình yêu này không phôi phai. Anh thật đẹp đôi mắt long lanh nụ cười thêm nắng, chỉ có anh giúp em ngủ ngon sau những đêm trắng. Em sẽ nói yêu anh và một lúc khác, vì em đã nói yêu anh và một lúc khác. Đoạn này sẽ có ngày nhất định em sẽ bật mí. Anh là điểm tựa, là một người mà em thật quý. Kỷ niệm cùng với anh em sẽ viết hết bằng nhật ký. Chỉ cần là em được vui thì em bất chấp không làm anh phật ý ha. Nào quá đi à. Có phải ba anh là một tên trộm đẳng cấp, vì ông đã đánh cắp những vì sao để cắn vào mắt anh. Em đang định thì em cũng chẳng chấp khi hồ. Sau cơn mưa quá khứ không đẹp vẫn mong chút nắng lên, cũng vì chữ yêu, vì chữ nhớ mà thao thức trắng đêm. Vết mực này lấm lem chắc còn cay đắng thêm 1, 2, 3 năm nếu lỡ em lỡ nhịp anh có đêm bên. Em nguyện làm hàng Nga nếu anh là chú cuội, chỉ có thể để được ngắm anh từ đằng xa. Bao lời ca tiếng hát em chẳng muốn chừa, đâu là em yêu anh nhưng theo một cách không phải dạng vừa đâu. Nhưng em biết là em chẳng xứng vì không đủ tầm vóc, không thể trèo cao nên chỉ thầm yêu rồi tận thầm khóc. Vậy em sẽ nói yêu anh vào một lúc khác, vì em đã nói yêu anh trong từng khúc hát. Anh là ba bà ta mà em đã viết lên, hết thuộc luôn rồi. Trời như chơi game ngu chó lắm, như chả chơi được cái game nào chậm chơi hả? Pikachu vậy như còn chơi ngu nữa, đừng nói. Thôi chơi vui cũng có vui vậy là chơi vui ấy, mà mình thấy mình chơi ngu quá mình buồn ấy nên không có vui. Còn em sẽ viết lên cho anh cả một khúc hát,
nói yêu anh lúc này chứ không phải lúc khác. Nhà lầu xe hơi những thứ xa vời đó em không có, chỉ có tình cảm chân thật này dành trọn tình yêu cho anh. Em sẽ mang tất cả những gì tốt đẹp để dành cho anh, dù cho trời mèo mèo mèo. Chẳng biết cái tu chừng ngu rồi đừng có nói. Ủa ai cứ kêu Út ơi vậy ta? Pikachu ấy chơi chưa bao giờ mà kiểu mà như chơi quá được. Nói chung mình nó gần hết màn hình hình trọng trơn á, kiểu chơi thấy nó cứ bị làm sao ấy, nó không có đã. Ủa mệt quá mà em David lên nhưng là ca la 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 quá được màn một không á? Tất nhiên là không rồi, có bao giờ chơi qua được một màn đâu, dù là chọn cái mức độ mà easy rồi, hiểu không? Chọn cái mức độ easy rồi mà nó cũng không qua nữa. Mà chơi ấy con mắt gì á, nhiều lúc nhìn vô hai con giống nhau vậy á, nhưng mà nhìn vô ủ khác nhau hả, rồi không bắt vậy á. Với lại chơi đâu thấy thì xàm xí quá, nói chung vậy á. Nên trong điện thoại của nhớ vậy không có trò chơi hay là cái gì trộn trơn vậy á. Thấy mấy đứa rồi nó chơi rồi, lúc rảnh rỗi rồi cầm lên nó chơi rồi nha. Còn trong điện thoại của nhớ không có. À có một cái bữa tải về tự nhiên thăng máu lên tải về Liên Quân. Thấy tụi nó liên quân rồi nha, thấy cũng thích nha. Thấy cũng thích ấy, cái xong cái tải về là có chơi cái gì vậy đó. Thế rồi cái cam nó bị mờ nữa rồi, mọi người thấy cam nó bị mờ chưa? Em sẽ nói yêu anh vào lúc khác. Thông minh, như thông minh đó, chơi game thông minh dễ sợ. Hot xe em có tải về đâu. Bữa đấy là livestream ở trên cái điện thoại của mấy anh ấy, chứ như đâu tải về hot xe đâu. Chơi ngu như bò. Livestream mà chơi ngu như bò đúng không? Thiệt luôn á. Chào lên bi. Mờ cho nó ảo á, không? Ý là nó mờ nó đục ngầu cái cam luôn ấy. Nhưng chả biết tại sao mà nó cam như nó bị vô nước nữa. Không có bị cướp nước hay không có bị đi mưa gì hết đó. Anh rồi để cam ở nhà mà đâu có cầm nó đi đâu đâu mà rớt nước là vô mưa. Chẳng lẽ ở trên nó ẩm tới mức độ đó. Rồi cái nhiều lúc như suy nghĩ có như cứ mỗi lần mình chùi cam ấy, như chùi cam ấy, như thà vô cái cam vậy rồi như lấy chùi hồi nào như vậy mà nó tích tụ nước không ta? Đâu tới mức độ đấy đâu đúng không? Thà có chút xíu mà đi nà cái cam với cái miệng nó ở đây, nếu mà văng nước miếng là văng vô trong này nè chứ đâu phải văng nữa. Điên cả với người phung vô đâu mà nó thô thiển thế. Con này mắc chạy đúng không? Tóc như bữa nó như là đi nhuộm lại rồi này, mà nó nhuộm gì đen thui thích dưới này còn máu ở trên còn đen thui thích. Con khởi khô bao bao bấm tóc xù như cái con chó xù chứ. Buồn dễ sợ. Em sẽ nói yêu anh vào một lúc khác. Anh là Baba Ka mà em là viết lệ. Apa Tartato. Anh ơi anh đừng đi lấy chồng. Chết rồi, giờ cái mic nó bị hư rồi. Dần dần ấy nó hư dần thêm năm tháng luôn ấy. Ở phát chung nữa. Cứ sao không, do là mấy lấy đi ngồi coi phim. Như thấy tin nhắn của ẩm mà như chưa rép lại. Ê tự nhiên như đi vòng vòng Facebook nha, như thấy ấy là cái gì gì nên cưới những cô gái gì không biết. Như gian thần là ai làm vợ. Cái là sau ấy là như mới đọc comment chủ gian thần là cái thằng nào. Nó nhìn ở trên đó thì nó cũng đẹp trai, cũng hợp tha kiểu rồi vậy nha. Và sau ấy là mới mò vô đọc comment thử thì thấy là nó có cái bộ phim gì gửi thời thanh xuân đẹp đẽ của chúng ta. Đọc cái tên là không thích rồi, nhưng mà thôi hồi đó buồn chán quá không biết làm gì hết. Thôi kệ, mở lên coi, hồi đó cũng đang đi kiếm phim để coi ấy. Mở lên coi ấy thì kiểu coi cho giết thời gian thôi, nhưng mà kiểu giết thời gian nhưng mà nó cũng có một cái gì đó mình coi mình cũng thưởng thức ấy. Nên là như coi rồi cái như kêu thôi để từ từ nhắn lại cái xong tới giờ chưa nhắn cho ẩm luôn. Nên là ẩm vô phải up tha cái không thôi sao ẩm vô mới vô ẩm kêu giỏi rồi nha up tha. Rồi anh kêu vậy chứ
anh thuê em làm thư ký rồi gì mà sao à anh lên mạng rồi anh làm tùm lum tà la. Thấy cách chị viêm họng rồi comment à em đỡ rồi anh. Cái đó là ông làm ở cho cô hồi làm city rồi nhá, vậy là tháng nào ông cũng đi mua cái step siêu ấy, cái ngậm với lại là cái siro hoi ho cho Nhi hết trọn trơn á. Tháng nào cũng vậy, là tháng nói chung là hồi Nhi làm đó là tháng nào Nhi cũng bị đau, cứ ngày 20 trở đây thì thấy cái mặt Nhi nó đù đù và Nhi ho cái sụ miết luôn vậy á. Cái sau cái là ông thấy cái đó ông mới thách Nhi vô, cái ông kêu là để mai mốt kia, nhưng mà từ lúc về nhà rồi ít nói. Do biết sao không, lên chừng nào về ăn kia thì chắc cỡ một tuần là về rồi, tuần này hai tuần gì là đã về rồi. Idol Huyền Nhi lỗi thôi à em, anh là ai, em không quên anh đi xa đi, em không quên anh rồi mà anh vô anh nói như thế, em hơi tức giận đấy, hơi giận đấy. Em cười cười, lên chơi mà hai tuần về, lên chơi vậy, ưa vậy. Ưa vậy, ưa lên chơi về. À, như em Tết Nguyên Đán ở quê hay vui là Sài Gòn, như em Tết Nguyên Đán ở quê, chào Duy vui. Em sao rồi, anh xin lỗi em nè. Em sai rồi, anh xin lỗi em đi. Dù anh không nhìn thấy, nhưng không có biết bài đó nhé, bị lệ. Em không quen mà anh Như Dự Văn làm thì lỗi thôi. Hình như anh Tuấn FA gì đó là con cháu của Bùi Hiền phải không? Thấy phát minh ra cái gì thấy dễ sợ quá. Mùng một Tết vô rồi lấy lì xì ai, lì xì quá nè. Trời ơi, mình chuyển khoản đi anh, chuyển khoản đây. Tết mình rủ nhau đi on bài hả? Như on bài là toàn là như đi phát lạc của người ta không mà có bao giờ mình đi thắng trọn đâu á. Nhưng mà cái người mà ngồi cùng cái, ví dụ như là bốn trụ đúng không, bốn trụ một mình như một trụ ấy, là lúc nào như cũng thua trọn trơn á. Lúc nào như cũng thua luôn, thua là thua mạc nhà mạc cửa luôn vậy, tới mức độ tới 5.000, 10.000 thôi cũng thua. Nhưng mà ai mà ngồi cùng trụ như vậy lúc nào cũng thắng đâu. Nên là cứ chơi đánh bài là Nhi không có vô ngồi trụ rồi, Nhi cứ ngồi vậy, Nhi ngồi rồi cái đứa ai bắt như vậy, ngồi như chi hoa hồng ăn chơi vậy thôi chứ. Còn mà một mình như một trụ lúc này cũng thua sắp mặt lờ ấy. Còn mà nếu mà hai trụ ấy, còn người kia đánh chính là Nhi cầm bài rồi lên, Nhi hù hù rồi cái kiểu như vậy ấy, thì thắng nha. Chứ còn mà Nhi cầm bài lúc nào Nhi cũng thua đó. Tới mức độ mà chơi xì lát thì còn thua rồi, đừng nói. Nhưng mà ngộ một cái nha là mấy ván đầu là thắng lên đỉnh luôn vậy. Xong rồi mà ván sau là thôi á. Mẹ ơi. Hù hù lên chặt heo sắp mà là. Vậy đó mà như một lần mà như hù ấy, lúc trước ấy một lần mà như hù ấy là có đứa nào dám chặt heo hay là cái gì còn chứ không á. Hù mặt tình lắm. Giờ thì chắc cái level này đi xuống rồi đó. Chứ hồi trời hồi mà cái thời mà cứ Tết cái là đánh bài, Tết cái đánh bài rồi các kiểu rồi ấy. Cái nào hồi là chơi đánh bài rồi là thôi đó. Cầm bộ bài lên là trời ơi hùng mày rồi các kiểu nó dạy rồi trời mỏi như nói ghê lắm. Nhưng mà bài cũng có gì đó mà tụi nó kiểu nhìn mặt rồi các kiểu không ai nghĩ ra cái gì đó. Nhưng mà giờ bớt rồi, giờ cầm bộ bài là thiền khô vậy, nó đánh gì đánh đó vậy thôi chứ cái hù hay là cái gì đó bớt hù. Bữa live stream em đã nói rồi, máy dán đầu ấy thì em thắng, anh hiểu không, máy dán đầu là em thắng, còn máy dán sau là thua sắp mặt vậy á. Nên chẳng hiểu mình thắng rồi cái mình nghĩ đâu được, em phải ngồi chơi tới cuối cùng, mà người chơi tới cùng lúc nào cũng thua trò không trơn á. Dạ nai rồi chứ trời, nó dạ nai có biết dạ nai là gì đâu. Anh xin lỗi em đi, ê Tết này chắc như phải đi dụi tóc á, tóc gì mà xấu xí ghê, hay là giờ đi làm lần đi ta. Dặn cái con làm tóc như ghê luôn á. Salon thiệt lớn, thiệt uy tín, thiệt tốn tiền mà trời ơi làm đôi đầu tóc xấu xí. Gái con nhớ em không? Tôi ghét cô rồi. Apa. Bữa ăn 100k không cho gỡ.
Sao nè nè, bữa ăn trăm ngàn không cho gọi. Ủa vậy là anh bị đang nợ em 100.000 luôn hả? Trả ba, đang nghèo túng có tiền tiêu rồi, trả 100.000 đi ba. Trời ơi, nợ giờ mà từ năm ngoái tới năm nay. Không trả, biết tiền lãi bao nhiêu rồi không? Giờ còn ngồi đó bữa ăn 100.000 không cho gỡ thì ai bị ổng trúng tiền liền đây. Trả tiền rồi. Salon Mô ở trong Sài Gòn ấy. Thả ông tôi chẳng tin không trả lời thầy ông. Đó là lý do sao mà trông vô là Apana Sao hay không? Không biết cũng trả tiền đây. Trời ơi, gọi dí dần. Gọi dí dần mượn 100.000 từ tháng này qua năm kia. Lì nổ quá vậy. Mặt dày quá vậy. Đừng có tưởng tôi không đòi là tôi không nhớ đâu nha. Nhan bi là nhớ hết á. Hên là nhắc á, hên là nhắc ấy. Nên là không lấy tiền lại ấy, đưa 100.000 thôi được rồi. Đúng, hồi đã làm giàu không khó thiệt luôn chứ. Hồi đã đúng, chắc là làm giàu không khó luôn á. Chơi xì lát, trên livestream chơi xì lát còn ăn tiền nữa. Trời, một bản tức một bài, một dạng bài tới gần 100.000 luôn. Trời, ghê quá, đúng làm giàu không khó. Easy money. Anh đi đâu vậy? Nói theo kiểu ẻo lả. Anh đi đâu vậy? Ừ rồi cây đó. Chào Quân Phan em nha. Quân Anh chứ quên. Rồi cái kết sinh nhật tôi tặng cho tôi bao nhiêu bịch, 300 bịch gì đó con Fred mà sao cũng không có tặng luôn. Người gì mà nuốt lời dễ sợ vậy? 100.000 với 300 bịch con Fred nha. Xài từ đây tới lúc mạng tinh luôn. Thiệt luôn á. 300 thịt để xài thì lúc mạng kinh luôn. Anh xin lỗi em đi. Chị copy. Tôi đau no quá. Nghĩ gì gặp Nhi khó hơn gặp Trung. Trời, mày có thể nói một cái gì đó nó hoa mỹ hơn tí luôn không anh? Mày nói sao thấy gớm quá vậy? Mọi người muốn nghe bài gì vậy? Sao không ai thích nghe bài gì hết trọn trơn vậy? Vì em yêu đuối, muôn đời em vẫn yêu đuối. A Patron ơi! Không biết vậy đó, anh cứ giả vờ thương anh, giả vờ thương anh. Thương thương mẹ đi, thương giả vờ. Má con anh thiệt tình luôn á. Mày cũng có thể đó mà tim sang được mà, hiểu không? Mày phải nâng tâm mày lên để mày ở tim sang chứ. Mày sao mày nói thế, mày sao mày ở tim sang được. Ngày hỏi sau khi chia tay, em sống vui hay đang buồn? Rồi làm gì anh lo lắng, anh quan tâm? Má tim sang cũng biết luôn. Và hỏi sau khi chia tay, anh đã yêu thêm một người khác. Rồi than nhiên, sao có thể không biết là em học yêu bản thân hơn, em học quen với cô đơn. Cô quên một điều mà em ngờ là mãi mãi anh tàn nhân bỏ em đi, không mang đến chút nghĩ suy. Để em ở lại nhìn đâu cũng đau, vì em yêu đôi, muôn đời em vẫn yêu đôi. Em che hết đi bằng những gượng cười, chẳng để ai nhận ra rằng em yêu đôi. Vẫn dõi theo anh Trung mà. Anh đi cắt tóc em vẫn biết. Nhưng giờ lại vô người ta vui gì nổi. Không
anh đi cắt tóc em cũng biết mà. Em vẫn nói tuy âm thầm tuy âm thầm nhưng mà em vẫn dọn theo từng bước chân của anh mà. Đó gọi là yêu, âm thầm yêu á, hiểu không? Lặng thầm yêu, lặng thầm yêu. Người hỏi sau khi chia tay em sống vui hay là buồn, rồi làm gì anh lo lắng, anh quan tâm. Và hỏi sau khi chia tay đi nhà máy đứa mày đi nè. Em học yêu bản thân hơn, em học quen với cô đơn. Cô quên một điều mà em ngờ là mãi mãi anh tàn nhanh bỏ em đi, không mang đến chút nghĩ suy. Để em ở lại nhìn đâu cũng đau, vì em yêu đôi, muôn đời em vẫn yêu đôi. Em che hết đi bằng những gương cười, chẳng để ai nhận ra rằng em yêu đôi, muôn đời em vẫn yêu đôi. Anh không phải em đâu thể hiểu được, nếu như không mạnh mẽ giờ cực kỳ luôn. Tại sao em ghét tụi nó cứ chơi em đi, dở quá qua bài này em ghét. Cái em ghét em ngồm hát, kêu chừng nào mà tao hát, chừng nào mà tụi bay khen tao hát hay thì thôi. Tại sao cái là tụi nó khen em hát chắc không phải là 4-5 lần gì á, nguyên một show ấy, nguyên một show là em hát bài đó không ấy. Tại sao mà tụi nó khen em hát hay, tại tụi nó em hát hay luôn, em thuộc luôn mà. Hát xong anh đi hả? Buồn giàu thế. Đó cái tên ông ấy, ông Đức ông ra ông đổi. Ông đổi tên đi chứ cái tên đó ấy vô là Đức Ca Ve đúng không? Anh đừng đi. Tình yêu là thế, đôi khi là mình say mê, đôi khi là mình ngu ngơ. Tình một người lên núi rơi lệ là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi thương ai thì dù cho
vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi em thấy em trong tay của người khác ấy, sao em quên đi khoảnh khắc đây anh bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi, xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lời cuối nghĩ suy. Thì anh cứ đi đi, hay cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ hạnh phúc ra sao. Yêu thương như nào chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chim. Về đâu thì ta đã lạc mất nhau. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu. Từng lời buồn chưa hết câu, nước mắt đã dần khuếch sâu. Đừng bên nhau trong tay của người khác ấy, sao em quên đi khoảnh khắc đây anh bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi, xem như ta lần đầu chia ly cũng là lần cuối. Tự nhiên sáng dậy nó bị mặt cái răng ấy, nó bị mặt cái răng cắm ở trong này nè, tự nhiên nó bị ở như bị hành amidam luôn vậy, không khác là bị hành amidam luôn, giờ cái cổ nó đau gì đâu luôn á. Nãy giờ nói mà nó cứ bị ráng mở miệng anh đi đây cũng đi luôn hả, thôi em để níu kéo anh đi rồi. Thôi phải mở miệng nhận nhận chiếu 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 rồi nè. Thành ra mấy bữa nay ơi, mấy bữa trước ấy là nó mệt mệt người ơi, kiểu mà cứ bị mệt người như lên trên này chứ cứ bị mệt mệt người ơi, là do bị nó hành đấy á. Mà sao nó không có mọc thêm, không phải mọc thêm cái răng nanh, bị bốn cái răng ở trong cùng ở này. Mà sao nó mọc ấy, lúc trước mà nó bắt đầu mà nó mọc ấy, là trời ơi, bị số mà hành số rồi hạ mỡ không nổi, cái mỡ nó sưng dù lên luôn vậy, hai cái má nó sưng tù dù lên luôn vậy, ăn uống mà cũng không nổi luôn. Răng khô mà nó cũng như bò luôn á. Tại xong nghe là nó không lên luôn cái lần đó ha, nó hành một lần đi, tự nhiên ấy nó hành chút chiếu vậy đó. Rồi cái qua mấy bữa sau cái nó lại nhú lên chiếu nữa, nó hành tiếp, qua mấy sau nó nhú lên chiếu nữa, hành tiếp vậy. Đam mê phim quỷ lắm à, đam mê phim quỷ là gì ấy, là nãy đầu năm ấy như thấy có cái phim gì Quỷ Quyệt 4 á, mọi người có phim đó không? Quỷ Quyệt 1, Quỷ Quyệt 2, Quỷ Quyệt 3 gì đó là hay không? Như thấy ấy, cái trailer nó rung rợn dở sợ luôn ấy.
Còn nhức đầu đau bụng ngán cá mới ỏi không? Nhức đầu thì có hơi hơi, đau bụng thì không, ngán cá thì không. Nhưng do cá thì em không thích ăn cá nên là trước giờ cứ bị ngán thôi. Trời ơi, bây giờ nói ít như là mang bầu rồi. Trời ơi, đi mà người ta có mang bầu à? Như thích ăn thịt heo, thích. Em thích ăn thịt, thịt nướng. Em thích ăn thịt nhất. Thịt với cá em thích ăn thịt. Nhưng mà nói mà em thích ăn cái gì nhất thì đó là mấy cái món mặn nha. Còn thích ăn thịt thì thích cái gì. Ủa như lúc nói bị liệu sao ấy trời. Kêu em thích ăn gì nhất ấy. Thì em thích ăn ăn bánh nhất. Bánh ngọt ấy. Biết là bánh ngọt ăn nó mặn ấy. Còn bị lên mụn nữa nhưng mà em vẫn thích ăn bánh ngọt nhất ấy. Tất cả các loại bánh luôn. Ví dụ chị Tâm hồi nhớ em vô cái chỗ mà Barry. Nói chung em đọc tiếng Anh không được nên là em đọc ra thì nó hơi bị quế, hơi bị lú. Nhưng Barry cái hiệu gì ba? Cái hiệu gì mà trong đó có quán cà phê với lại có bánh á. Bánh ấy cũng làm được á. Trong đó có cả cà phê và cả bánh luôn. Nói chung là cái không khung cảnh đó, nói chung là nó nhẹ nhàng, yên bình, nhạc giống như nhạc gì đó, violin hay vị cam gì đó, dương vậy rồi. Cái có người lịch sự, bàn ghế dễ thương nữa. Bakery, không phải bakery anh. Cái gì à? Trời, ước gì tôi có thể đặt tiếng Anh nó dễ hơn và quên nó hay hơn trời. Không anh, bakery. Cái bakery bu gì đó, quên rồi. Ngay chỗ cái ngã giao giữa Cao Thắng với lại là Nguyễn Thị Minh Khai ơi. Em giờ em cũng quên rồi, em không biết là viết như thế nào. Thế này qua mời sao chơi người Việt cái giống như sao à? Nói tiếng Anh rồi chơi người Việt cái giống như sao? Barry Patch, Baru Tute. Nói chung là chả biết. Thường ấy mấy quán cà phê ấy, mấy thân quán cà phê ấy, thì em thấy á, không thôi anh uống cái quán gì ta, La Mode, cà phê La Mode ấy, bánh cũng ngon. Cà phê với bánh ấy thì như chị không thấy được ngon nhất là hai cái đó thôi. Barry đó với La Mode ấy thì nó mắc hơn một tí, nó không gian của nó âu hơn một tí. Barry thì nó hơi giống Việt Nam, nó cũng hơi thuần thuần Việt Nam rồi. Còn La Mode đây là nó âu luôn, trong đó nó làm âu vậy. Nhưng mà muốn đi vô cái đó phải đi vô một cái đường hẻm, mà nói chung cái chỗ đó thì nhìn cũng đẹp vậy, nhưng mà nó hơi chặt một tí và mắc ấy. Nhưng mà đường cái là check-in sang chảnh rồi được. Dạng như mấy bạn mà mấy bạn hướng hot girl ấy, thường check-in sang chảnh, vô trong đó check-in sang cả chảnh là bao kia luôn, bao đẹp luôn. Không mà như cho đến sang chảnh được. Bữa nay chắc phải đi tập một khóa check in sang chảnh rồi các kiểu rồi chứ. Trời ơi, ăn rồi lúc nào cũng cứ nhè mặt ra cười vậy. Ê, hôm bữa mấy người kia hả? Đi ăn lẩu hả? Nhìn ngon ghê. Lẩu sao em biết nấu lẩu ta, mà thấy không chị em nó nấu dễ lắm. Tự nhiên nó lẩu cái trời mưa nữa cái thèm lẩu quá ta, nhưng mà no quá. Đừng bên nhau nếu không vui. Mấy thánh đó mà ăn chừa cho anh nó, mà ông đó là dạng nhân thực thần luôn rồi, anh hiểu không? Nghĩ giờ mấy ông đó là thực thần luôn rồi, còn gì để chừa được vậy? Không có thằng mà ăn nó nghĩ, còn cái để chừa. Mình bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười. Vì hôm nay em xin anh cứ đi bỏ mặt em, cứ bỏ mặt em trong hố sâu một mình em, cứ bỏ mặt em khi người hết yêu em rồi. Anh sẽ chẳng cần anh quan tâm em nữa đâu, cứ bỏ mặt em trong hố sâu cố nhìn đầu, cứ bỏ mặt em tem 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 tem.
mỏi mỏ quá. Hát bài đó nghe nha. Tự nhiên thèm thèm bài đó. À gì? Tự nhiên gì? Tự nhiên thấy thích thích nghe bài đó. Cảm ơn đít gì? Cảm ơn đất. Ồ nãy bị cái gì vậy? Rối loạn ngôn ngữ hay sao á? Cảm ơn Wee Wee. Cứ bỏ mặc em trong nỗi đau một mình em, cứ bỏ mặc em không cần biết em làm gì, em xa xôi thế nào, chẳng cần anh quan tâm tại em nữa đâu. Cứ bỏ mặc em trong đời sống của niềm đau, cứ bỏ mặc em khi người hết yêu em rồi, em sẽ yêu một người. Dù người ấy không thật lòng yêu em, anh cứ đi và anh cứ vui bên đời, chẳng cần biết em ngồi đây đến khi nào. Anh cứ đi và anh sẽ hiểu ra rằng em đã yêu anh yêu rất nhiều. Dẫu hết nỗi đau vào tim em lại rơi người biết không, dẫu hết nỗi đau vào tim em quặn đau không nói ra cùng ai. Giờ người đã đi gọi làm sao em sống cuộc sống từ đây thiếu vắng anh. Nước mắt đã rơi rồi cũng sẽ cạn khô trong đáy tim, ký ức đã ghi rồi cũng sẽ nhạt phai theo tháng năm dần trôi. Vì người sẽ không, vậy giờ đây em phải sống cuộc sống không có anh kề bên cho đến khi quên được anh. Trong nỗi đau một mình em, cứ bỏ mặt em không cần biết em làm gì, em sẽ sống thế nào, chẳng cần anh quan tâm em nữa đâu. Cứ bỏ mặt em trong nỗi sâu của niềm đau, cứ bỏ mặt em khi người hết yêu em rồi, em sẽ yêu một người dù người ấy không thật lòng yêu em. Và anh sẽ hiểu ra rằng em đã yêu anh yêu rất nhiều. Dẫu hết nỗi đau vào tim em lệ rơi người biết không, dẫu hết nỗi đau vào tim em quặn đau không nói ra cùng ai. Giờ người đã đi rồi làm sao em sống cuộc sống từ đây thiếu vắng anh. Nước mắt đã rơi rồi cũng sẽ cạn khô trong đáy. Đi rồi đó thì người ta bỏ mặc rồi đúng không? Một khi đã sẵn xác định đi rồi thì đâu còn nói được gì nữa đâu. Nó cũng không cần quan tâm luôn ấy, thề luôn ấy. Nếu mà đã giá gì nó đã đi rồi, đâu có cần nói là cứ có bằng em trong nỗi đau một người mê rồi. Nó thì quan tâm cho méo rồi. Tùy rồi chứ. Nếu mà đã đi rồi thì cũng chả cần. Lúc mà đã đi rồi nó cũng đã đọc theo rồi hiểu không? Không nói
cả người đã đi rồi, làm sao em sống cuộc sống từ đây thiếu vắng ai. Nơi mắt đã rơi rồi cũng sẽ cạn khô trong đáy tim, ký ức đã ghi rồi cũng sẽ nhạt phai theo tháng năm dần trôi. Mình người sẽ không, tại giờ đây em sống cuộc sống không có anh kề bên, cho đến khi trái tim em quên được ai. Nếu mà nó đã khe mình, nó đã sợ mình như vậy, sợ mình đau đồ bỏ, thì nó đã không bỏ mặc rồi. Đâu có tâm trí mà nói đây đâu đúng không? Dù mình sống chết ra sao chắc nó cũng chả có thêm đâu, cũng chả thêm biết đâu. Nên khỏi cần nói mấy câu mà tự làm cho mình phải hạ giá bản thân mình xuống như vậy đúng không? Nó thương, dù nó có nó khen mình đấy thì chắc nó cũng kiểu mất thương hại mình thôi. Thì cứu nó. Từ gì, lý do sao đây vậy? Thì cái bài hát này là lý do nó đi, là do là một là hết yêu, hai là nói chung ấy, khi mà con chia tay ấy, thì cũng đâu có lý do nào ngoài cái chuyện mà hết yêu hoặc là có người thứ ba đâu. Mọi lý do đều chung quy vô hết hai cái lý do đó, hết trọn trơn á. Chào vậy. Nhưng mà hai lý do này ấy, thì lý do nếu mà hết yêu ấy thì có thể con lại xem xét hai người như thế nào, còn có người thứ ba thì thôi mà đi đi luôn đi. Yêu sinh lý thì con đó nó đã chả phải nói vậy. Bi ra yêu sinh lý thì sao á, nên mới nãy giờ cứ yêu sinh lý hoài. Rằng em chẳng đau trong buồn, thật ra đâu hay đâu biết rằng lòng em đã chết lặng từ lâu. Yeah, bye bye mọi người. Chào tất cả mọi người nha. Chào anh Bao Ngố, chào Mr. Đắc, chào Gia Khen, chào Việt, chào Láo, chào Johnny, chào Thảo Na, chào Tiểu Doanh, chào Gió, chào Lão Sa, chào Thông Ác nha. Thơm, thơm, cái gì mà thơm không biết nữa.